Yahoo love. Xảy ra hay sao? Sao hôm nay em lại không on? Thôi xong, không thấy em thật rồi. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thật tồi. Cảm giác trong tôi dập phổi, lo lắng cho em anh chạy khắp nơi. Không biết ở xa hay là sắp tới. Đến giờ vào học cứ bay phấp phới. Anh đành ngậm ngùi đi lên lớp thôi. Cảm giác bất an ở trong tim cứ sao. Yêu rồi hay sao? Anh mà thấy cứ đau đau. Ngồi ở trong lớp mà sao lòng cứ đau nào? Đau xuống đau đau. Kéo tâm trạng xuống. Bạn bè mới ăn, anh cũng chẳng uống. Thời gian trôi nhanh nhưng không lôi cuống. Đến giờ tan học, bạn xuống tiệm net. Bất kỳ ở đâu anh cũng sẽ đi tìm hết. May mắn đang mỉm cười với con tim nhỏ bé. Nick của em sáng, mắt anh đỏ hoe. Em gọi cho tôi với giọng nói rất rõ rệt. Cũng đã bê đến hai con. Anh thì vẫn thế, vẫn đang xoay vòng. Giờ như thằng điên ở Sài Gòn.